nhớ Tết năm nào bạn bè ở Đã quá. nhà cũng có món này ha. Trời, nhớ là nó xuống nhà em, mỗi lần xuống mẹ nó dở cái sạp da bò ra hả? Thơm phức, người ta Không, thính con nào không? nó đỏ ao mà cái mùi thính. Cái này hình như là nó ngâm Dầu. ồ dầu không nè. Không, cái mùi nghe cũng đỡ lắm. Cái mùi nghe cũng được lắm. Mắm mà chọn đu đủ là phải đu đủ mối vịt anh ơi, nó mới ngon. Mẹ bảo đảm anh trái này nãy sáng nhất rồi. Nhưng mà mình ở chợ mình sao mình lựa như ý mình được thì ăn Mà nó đỡ đâu đúng có không? bán mỏ vịt đâu, mỏ vịt là tới lúc mà mình đem về tới chỗ thì nó chín. Trời ơi, đây mà em làm như mình xẻo lá, mình ra vườn lựa cái nào mỏ vịt mình hái. Thì bởi vậy mới nói là anh đừng có thèm nữa, thèm thèm đu đủ, cái món gì mà có tới đu đủ là đừng có thèm nè, Biết trắng tươi nè. sao nó ta thèm mắm rồi, tại vì mắm nó có đu đủ. Không có gì bằng ra vườn nó đẻ ăn trái, bấm mà thấy mũ nó trong trong là biết nó mở dịch. Em bỏ muối vô nè, đó để em ra dắt cho ráo rồi em đem đi thôi. Nhưng mà bỏ muối vô cho nó trắng tươi. Có muối rồi nó sẽ nó mềm đây hả? Dạ, nó mềm nhũn rồi nè. Giờ em dắt khô em đi phơi thôi. Mà phải xả hai nước, giờ em đổ ở đây cũng xả thêm nước nữa mới được, hai ba nước cho nó hết mặn. Em gan cho anh xay nghe. Ủa, người ta làm mắm người ta thính từ từ đầu lúc làm mắm với ai mà thính trong cái lúc mà trộn. Thính nó có nhiệm vụ nó rút cái nước ở trong mình ướp đồ vô đó, nó rút vô rồi nó còn có quá trình nó chuyển hóa, nó dậy mùi thơm nên nó mở ra nó mới thơm. Anh mua mắm nó với xe nó về em thấy ngâm trong nước đó. Thấy cái con mắm không có ngon lành chứ. Bỏ hành vô nè. Bởi đây đang nấu cho nó thơm cái nước đây, em luộc thịt. Thịt này trước khi chiên là phải luộc sơ. Em rửa muối thịt em để khô đó giờ. Rồi để vô miếng muối. Không có phụ bếp, đứng bếp mình hai chảo. Bên kia nước sôi rồi kìa. Rồi, nước sôi thì bỏ thịt vô thôi. Luộc 5 phút tắt bếp. Em xem đồng hồ giùm em 5 phút tắt giùm em. Nó vàng qua như màu cà phê mới được anh. Đúng rồi. Dạ, cái này mấy cánh chỉ cánh gián nè. Cái này mình tắt bếp, mình để đại trong bếp thì hồi nó còn vàng nữa mà nó ngon. Sắt lát nhậu con đá làm mắm ngon chứ em. Cái nước này nấu canh được không? Được, nước sứ vậy còn nữa. Làm nước dùng. Không có da. Thịt heo có cơ ngon. Để trên giấy kìa. Cho nó rút bớt nước, chiên nó không nổ anh. Giờ em đi ướp miếng bột tỏi vô. Đó, massage nó lên đây. Cho nó thấm tỏi. Đây cỡ 10 phút. Giờ em lại lăn bột lên chiên. Lăn bột là sao? Áo bột bên ngoài. Bột gì? Bột khoai tây. À. Chiên cho nó cứng thịt mà nó ở trong nó không bị khô trong. Anh biết sao không có ướp tỏi tươi không? À. Tỏi tươi chiên nó khét. À. Không có bột chiên giòn, lấy bột khoai tây nó làm cho miếng thịt nó giòn mà nó không có nổ. À. Thôi cái nước nó văng nó nổ. À. Giữ thịt không khô.
chiên vàng rồi sắc ra rồi em mới sắc nước mắm tỏi hành tỏi lại nó trộn như mắm giờ mắm thì nó không ra nữa, ý là cái da người ta lóc rồi đó nè. Băm tỏi củ hành rồi phi vàng với nước mắm với đường rồi sắc cái sóc lại ra cái thịt đó anh. Tại vì cái đó thì nó chỉ bên ngoài ngon chứ trong nó đâu có thấm đâu. Trời mắm về nó khô vậy mình trộn như mắm nó mới ngon. Làm này nhớ hồi xưa tới cái mùa đìa á, bà mẹ bà trời ơi, bà ra anh thính mấy chảo rồi bà bắt anh lấy cố xe bọc xay ừ, ngán nhất là xay cố đá đó ha. Quay hồi muốn gãy cánh tay, trời ơi đã rồi không được rồi anh chưa đó nè. Xây hai ba lần đi anh ơi, cái nghiền nó nặng lắm. Nặng mà. Trời ơi, tôi nghiệp em mà, tôi nghiệp cái cối. Trời này ngọt, nó không có công tắc cho anh. Nó chưa direct hả? Nhắn rồi xây. Trời, cái gia vị của bà nè trời. Có gì đâu anh, này dầu ăn. Dầu ăn em xớt ra chai vậy cho nó dễ tiện. Đây em. Dầu. Em phi. Anh thấy người ta luộc xong người ta trộn liền vô mắm liền. Cái muỗng này là 30ml nước mắm ngon nè. Em bỏ vô. Rồi em bỏ vô đây muỗng. Cả 10g đường. Ớt này tạo màu nó cay nhẹ. Rồi cho mấy em thịt này vô. Sắp nước mắm lại cho nó thơm, nó nhẹ. Ừ, thơm quá. Thơm quá, thơm quá. Thấy chưa? Thấy chị chồng. Ngon, động trời chưa? Này để gì nhậu nó đã ta. Chị khỏi trộn mắm nha. Mùi mắm vô. Ngu sao không chọn, ngu sao không chọn. Mắm này cũng đỡ chứ không đến nỗi nào đâu. Thôi, nó không có thơm như mình. Thà mình không biết là mắm chứ biết là ăn. Thì cũng phải nói ăn ủi chứ làm sao. Mắm xứ mình là xé thôi, cái này xé thôi. Mắm này sao anh xé được? Bởi. Này là để nguyên lát gì mà. Ăn trứng mắm tỏi thơm. Con mắm mà bà bài bên bố cảnh cái cỡ này là trời. Con mắm bự mà. Rồi em đếm coi nhiêu món. 10 món ăn. Mắm lóc nè, nữa cái mắm lóc nè. Trái đu đủ bào hơi là 2 nè. Nửa cái thịt chiên sốt nước mắm là 3 nè. Củ gừng là 4 nè. Ớt nữa. Ớt nữa là 5 nè. Thính là 6 nè. Ghiền nữa là 7 nè. Hành phi là 8. Đậu phộng rang là 9. Tỏi 10, giờ tính 10 món. Còn món nữa. Gì? Rượu là 11. Giờ em trộn mắm chi với thịt này nè. Cho tụi nó hòa quyện nhau trước. Tại nói là chủ đạo mà. Ăn mà lỡ không trúng miếng mắm á, trúng miếng thịt thì trong thịt nó cũng nghe mùi mắm.
Anh em thấy trộn nó chưa? Trộn nó cho thấm. Rồi em bỏ ghiền vô cho nó dậy mùi lên. Ghiền xay nè, ghiền ở đây là nhất, ngon động trời luôn, nóng. Em bỏ đũa đi, em chơi ra em bóp cho tụi nó ôm nhau đi. Rồi thấy em đu đủ, em đu đủ với em gừng đó là em chơi chung. Cho nó tỏ mùi nhau. Cái này đu đủ mình để nó quá nắng rồi ha. Nhưng mà nhờ vậy thì cái mắm nó khô nè, thấy không? Rồi bỏ tỏi vô em bóp cho tỏi nó tiết ra. Thấm vô. Trong đổ hết. Em chọn cái điều. Đổ một lần một cái nó dính cục rồi nó bám vô chỗ. Thấy như thơm bát ngát chưa? Bát ngát tình đời. Đi cho hết lên từ từ. Mắm mà trộn mà cái độ khô vậy thì nó mới đúng chuẩn nè. Chứ nhạt thì cái lúc nó dậy mùi chua nó ra. Ăn nhỏ nhạt không? Ừ. Bây giờ nó ngon quá rồi sao ăn? Người ta để 2-3 ngày mới ăn. Mà bây giờ nó đã thấm ngon gì rồi nè. Giờ tới hai món kia. Dạ, em bỏ đậu phộng vô trước đi. Hành phi em bỏ sao? Ăn trúng một đậu phộng thì vui. Hành phi. Ủa, vô chén chi vậy? Em phân mỗi một cái đòn là một chén. Để mình mở ra mình ăn là mình ăn hết đòn đó. À, cho nó đều nhau. Dạ. Không phải đều nhau nhưng mà... Vô đây được mấy đòn? 4 đòn. Chắc 4 à. Trời ơi, 3-4 ngày kìa. Lên men nó chua ngon lắm. Thiếu lá chùm ruột ổn anh ha. Mình bỏ lá đậu rồng thôi. Lá chùm ruột nó có cái độ chát, lá đậu rồng cũng có chát. Mấy ngày nó nhỏ được. Thì theo em vui buồn à. Thấy ham quá anh ơi. Hái lá nào cũng thấy non, thấy đẹp hết. Đậu rồng này ăn mới đã nè. Dạ. Trời này ăn cá chi vàng chiên cũng ngon nè. Ừ, nhất. Trời, nhưng mà mình có được voi đòi tiên, có mắm trộn đu đủ là sướng nhất kìa con. Không quá nè. Ủa táo không mắm sắm được hả? Táo này táo chua anh, em thế thế nè, ngon anh xỉu luôn nha. Gói mắm sắm ở đây cũng hên xui lắm ạ. Nhưng mà nhờ ba cái gia vị mình kết hợp với nó. Mình bên mình thì món mà chợ thua xíu món tới bình nè, nhất xứ. Thấy mình gói một cái chén nặng cho mình, em biết anh ăn, khả năng anh là ăn là nhiều. À, bây giờ em bóp ra đây đó, thấy không? Vừa quá hả? Rượu ngon, mồi ngon mà không có bạn bà mẹ cái con Covid này. Nó độc hại thiệt. Mở mắt ra thấy vợ, nhắm mắt lại cũng có vợ. Cái người Việt người ta vượt biên ở đây nhiều người ta biết làm mắm. Mình mua này cũng hên xui, cái hương mắm nó không ngon, em làm cái nào cũng ngon. Cơm nè anh. Cơm gì em? Chú chá.
cà chua, cái đó là cà cà tím, cà tím tím này mới đã nè. Chiếu chát ăn cho nó không đau bụng. Cái đời em đắng cay nhiều quá rồi, bây giờ em phải ăn cái gì? Ăn cái lá này cho nó thơm thôi, lấy chút ngọt tàn nghề lá. Nhớ Tết năm nào à, bạn bè ở nhà cũng có món này ha.